Tại một vùng biển hẻo lánh ở khu vực Miyagi, dọn dẹp những đống đổ nát, giúp đỡ công việc ra khơi của những người dân tại đây là những gì mà tình nguyện viên Takashi Tachibana làm vào cuối tuần. Tachibana là một kỹ sư có một công ty đang hoạt động khá tốt tại Tokyo. Dù công việc khá bận rộn, nhưng theo anh, việc làm tình nguyện mỗi tuần khiến anh cảm thấy sống có ích hơn. Tôi thấy người dân ở đây rất cần sự giúp đỡ. Tôi làm việc bằng trái tim, chứ không phải bằng lý trí. Cũng giống như anh, cô Ayumi Tashima cũng dành thời gian rảnh rỗi đến khu vực này để làm tình nguyện. Tôi thích công việc này, người dân ở đây cần chúng tôi. Sau thảm họa sóng thần và động đất, đông đảo người dân Nhật Bản đã tham gia các chương trình từ thiện và tình nguyện cộng đồng để giúp đỡ người dân tại vùng bị ảnh hưởng. Dù những công việc mà các tình nguyện này làm được có thể không nhiều, nhưng chính sự quan tâm chia sẻ là động lực lớn lao giúp người dân vùng thảm họa có thể tiếp tục đối mặt với khó khăn và khắc phục được hậu quả sau thiên tai.